Và một ngày đẹp trời thì bỗng nhiên đứa bạn mình nó hỏi rằng đó chính là nên mua iPhone 8 Plus hay là iPhone SE 2020. Và sau đó thì mình lên cửa hàng chính hãng ở một bên nào đó, mình coi giá và mình kiểu what the fuck. Mình không nghĩ là giá iPhone 8 Plus lại cao tới vậy các bạn ạ. Thậm chí nó còn cao hơn hẳn chiếc iPhone SE 2020. Và mình đã đặt ra một cái câu hỏi là không biết mình có nên làm video so sánh giữa hai chiếc máy này không nhỉ? Bởi vì mình thấy iPhone 8 Plus, thực ra thì mình cũng không hiểu rằng là iPhone 8 Plus nó cái quái gì mà nó lại cao giá hơn cả chiếc iPhone SE 2020. Thì ngay trong video này mình sẽ chia sẻ nó cho mọi người. Let's go! Trước hết thì mình sẽ nói lại về giá của hai sản phẩm này. Thì thực sự là 8 Plus nó sẽ cao hơn chiếc SE 2020 là bao nhiêu. Mình nhấn mạnh nhá, là trong video này thì mình sẽ chỉ nói về hàng chính hãng mà thôi. Cho nên đừng có ông nào mà kiểu vác hàng xách tay vào đây để nói chuyện nhá, bởi vì nó là một câu chuyện khác rồi. Đấy, quay trở lại về giá bán thì với iPhone SE 2020 á, thì giá của nó thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi, thì sẽ rơi vào tầm trên dưới 11 triệu tùy chỗ bán. Nhưng với iPhone 8 Plus á, thì nó sẽ có giá trên dưới 13 triệu, tức là chênh nhau khoảng 2 triệu giữa hai sản phẩm này. Và thật sự thì mình cũng rất là khó hiểu ở phân khúc chính hãng mà chiếc 8 Plus lại hơn giá chiếc SE 2020. Có điên mới mua hàng chính hãng 8 Plus đúng không? Đấy, đó là mấy ông chủ xách tay thì mấy ông sẽ bảo như thế. Còn đối với cá nhân tôi á, thì tôi cũng sẽ không mua. Đến với điểm đầu tiên mà mình sẽ nói với hai sản phẩm này, đó chính là về hiệu năng của nó. Nói về hiệu năng thì chắc chắn là các bạn cũng đủ để nhận ra rằng biết con nào mạnh hơn, con nào yếu hơn đúng không? Và nếu xét trên thông số thì mặc dù là con chip A13 trên SE 2020 bị bóp hiệu năng đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn mạnh hơn so với con chip A11 ở trên con iPhone 8 Plus. Bằng chứng là với điểm AnTuTu mà mình chấm trên cả hai chiếc máy này á, thì mình thấy điểm của con iPhone 8 Plus với con chip A11 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 287.000 điểm mà thôi. Còn với chiếc SE 2020 như mình đã nói là nó đã bị bóp hiệu năng rồi, nhưng cái điểm mình chấm ra là nó trên mức 400.000 điểm là các bạn ạ. Nó trên một con số rất là cao giữa hiệu năng của hai sản phẩm này. Nhưng mà đó thì sẽ chỉ nói về mặt thông số lý thuyết mà thôi. Và về trải nghiệm thực tế thì sao? Thì trong quá trình mà mình trải nghiệm á, mình nhấn mạnh là trong quá trình trải nghiệm thực tế, ở những cái tác vụ bình thường như là mình dùng kiểu lướt Facebook, Instagram, TikTok, xem YouTube hay là chạm mở các ứng dụng và cái tốc độ phản hồi của nó, thì giữa hai sản phẩm này không có sự chênh lệch gì cả. Mình nhấn mạnh nhé, là không có sự chênh lệch gì cả. Tức là bạn rất khó để biết được là những cái thao tác của bạn là chiếc máy nào sẽ nhanh hơn chiếc máy nào. Thậm chí bạn đặt hai chiếc máy này cạnh nhau thì bạn cũng rất khó để nhận ra ở những cái tác vụ thông thường. Thậm chí là cái độ mượt tương đương nhau này thì nó cũng xảy ra ở trong quá trình mà mình chơi game. Mặc dù đúng là con chip A13 nó sẽ cho các bạn hiệu năng chơi game tốt hơn trên mặt thông số lý thuyết, và cũng như là trong cái tựa game mà mình chơi là Call of Duty Mobile, thì cái mức thiết lập cấu hình ở trên con A13 ở con iPhone SE 2020 ấy, thì nó sẽ cho cái mức thiết lập tối đa là bật FPS cao nhất là rất cao ấy, và cũng như là mức thiết lập là rất cao luôn. Còn với chiếc iPhone 8 Plus thì nó sẽ bị giới hạn lại ở mức FPS là tầm cao mà thôi, chứ không phải là tối đa như chiếc iPhone SE 2020. Tuy là nó không bằng chiếc SE 2020 về mặt thiết lập thông số khi mà chơi game, nhưng trong quá trình mà mình trải nghiệm á, thì cả hai chiếc máy này đều cho khả năng chiến game rất là mượt, cũng như là khả năng xử lý đồ họa của nó chơi rất ngon, rất nhanh, và thậm chí là FPS bị drop hay là gì gần như mình không bao giờ gặp cái trường hợp đó khi mà mình chơi ở trên hai chiếc máy này cả. Có chăng á, thì con SE 2020 á, trong quá trình chơi lâu dài, nhất là với những tựa game nặng như vậy, thì chiếc SE 2020 cho cái độ mát tốt hơn là chiếc iPhone 8 Plus. Bởi vì con A13 Bionic ở trên chiếc máy này thì nó sẽ sử dụng tiến trình mới là 7 nanomet plus. Còn với chiếc iPhone 8 Plus thì nó sẽ chỉ là cái tiến trình cũ mà thôi, tức là tiến trình 10 nanomet. Cho nên việc mà nếu như các bạn nhắm tới việc chơi game lâu dài á, thì mình nghĩ là nên chọn SE 2020. Nhưng nó sẽ quay lại một cái vấn đề, đó chính là liệu chơi game lâu dài ở trên SE 2020 á, thì pin nó có đủ hay không. Thì cái này mình sẽ nói cho các bạn ở phần dưới nhé. Còn ở phần hiệu năng này á, thì mình nhận xét rằng một điểm cộng cho chiếc iPhone SE 2020. Điểm thứ hai đó chính là về camera. Camera của chiếc máy này khi mà các bạn nhìn trực tiếp vào thì mình nghĩ là một đứa trẻ lên 3 cũng có thể nhận ra rằng đó chính là số lượng camera ở trên con 8 Plus nó sẽ nhiều hơn con SE là một camera. Còn về cái camera thứ hai ở trên con 8 Plus này thì mình nghĩ chắc các bạn cũng đã biết rồi là cam của nó sẽ dùng để tele. Nhưng mà camera tele thì có thực sự cần thiết hay không ấy, thì cái này nó sẽ nằm ở nhu cầu của các bạn. Còn đối với cá nhân mình thì nhu cầu của mình thực sự cần một camera tele để làm gì? Không phải mình dùng để chủ yếu là để zoom hay là chữ zoom đồ hay zoom người các thứ gì đâu. Mình dùng chủ yếu là để có được một cái bố cục chụp xóa phông nó chuẩn hơn, thay vì là dùng một cam để xóa phông như ở trên iPhone SE 2020. Còn về ảnh chụp và cũng như là khả năng xóa phông của hai chiếc máy này thì đều đem lại một bức ảnh xóa phông rất là tự nhiên này, không bị ảo. Tuy nhiên thì vùng tóc đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng lẹm như ở trên iPhone 8 Plus trong cái bức ảnh này. Còn đối với iPhone SE 2020 thì lại không bị cái tình trạng này.
Nhưng đôi lúc thì SE 2020 lại bị cái hiện tượng xóa phông nó hơi ngu ngu một chút. Như là tấm hình này á, vì nó xóa luôn cả phần ghế đằng sau. Còn với 8 Plus á, thì nó vẫn còn giữ được cái chi tiết vùng ghế này nhìn tốt hơn rất là nhiều. Còn về màu sắc thì SE 2020 cho thiên hướng màu sắc sặc sỡ hơn là 8 Plus. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi mà trong tấm hình này các bạn nhìn da mặt của Trinh ấy, thì sẽ nhìn sáng và tươi hơn ở trên con SE 2020. Như mình đã nói ở trên thì mặc dù là camera của SE 2020 sẽ không có camera tele, tức là thu thể về mặt số lượng á, nhưng cũng có một cái điểm gỡ gạc lại được cho chiếc máy này, và nó là một điểm cực kỳ ngon ở trên con SE 2020 mà iPhone 8 Plus không hề có, đó chính là tính năng Smart HDR. Tính năng này chỉ bắt đầu xuất hiện từ dòng iPhone XS trở lên á, cho nên việc mà iPhone 8 Plus không hề có cái tính năng Smart HDR là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Với Smart HDR thì mọi ảnh chụp cho ra từ iPhone SE đều sáng hơn là ảnh chụp của iPhone 8 Plus. Như là tấm hình mà mình chụp ngược sáng ở đây, vùng tối ở chậu cây được kéo lại chi tiết tốt hơn nè, hiện tượng noise cũng được giảm thiểu hơn so với iPhone 8 Plus. Còn về ảnh chụp selfie với hai sản phẩm này thì đây là điểm mà chiếc SE 2020 sẽ ăn đứt chiếc iPhone 8 Plus, đó chính là nhờ tính năng Smart HDR như mình nói ở trên. Và cũng như là nhờ thuật toán xử lý mới thì mọi người có thể thấy là ảnh selfie của SE 2020 sẽ cho màu sắc, đặc biệt là phần da người lên rất là tươi và hồng hào. Ảnh cũng sáng hơn, làm cho da mặt nhìn cũng có phần trắng hơn. Chưa kể khi zoom vào thì bạn cũng có thể thấy rõ là chi tiết khuôn mặt của iPhone SE 2020 nó sẽ tốt hơn hẳn là chiếc 8 Plus. Còn một điểm cải tiến nữa ở trên camera selfie của iPhone SE thì nó sẽ cho phép bạn selfie xóa phông. Đây là một điểm mà 8 Plus không hề có nhé. Và ảnh selfie xóa phông ở trên SE thì nó cũng cho khả năng xử lý rất là tốt, vì xóa phông rất là mịn và tự nhiên. Đặc biệt là màu da thì vẫn được giữ màu rất là tươi, và thực sự đây là một điểm mình rất thích ở trên camera trước và sau của SE 2020. Tóm lại về phần camera thì ngoài việc đó chỉ là chiếc SE không có camera tele thứ hai để có thể canh một cái bố cục chụp xóa phông tốt hơn, thì còn lại mọi thứ như là về thuật toán này, màu sắc này, chi tiết và giải dynamic range thì SE 2020 đều thể hiện tốt hơn hẳn so với iPhone 8 Plus. Có thể nói thì đây lại là một điểm cộng nữa mình dành cho chiếc SE 2020. Điểm thứ ba đó chính là về phần màn hình. Và nói về màn hình của hai sản phẩm này thì mình nghĩ cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì các bạn đều biết rằng đó chính là màn hình của 8 Plus sẽ ngon hơn là màn hình của iPhone SE 2020 rồi, đúng không? Kích thước màn hình sẽ là 5.5 inch cùng với độ phân giải Full HD. Chất lượng hiển thị của 8 Plus sẽ giúp cho bạn trải nghiệm xem phim, lướt tin hay là đọc báo các kiểu sẽ tốt hơn là màn hình của chiếc SE chỉ có 4.7 inch cùng với độ phân giải chỉ là HD mà thôi. Chưa kể nếu chơi game thì mình chắc chắn là các bạn sẽ thích màn hình của chiếc 8 Plus hơn, bởi vì nó sẽ có hai phần trên dưới dày này để giúp cho chúng ta có một cái điểm tì tay tốt hơn. Và đây cũng là điểm mà chiếc 8 Plus này luôn được sử dụng cho các trận đấu eSports Mobile, và thực sự nó là một chiếc máy không thể thay thế được. Về mặt giải trí là thế thì chiếc iPhone 8 Plus hơn chiếc iPhone SE là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng nếu xét về cái mặt cầm nắm thì sao? Thì tất nhiên là cá nhân mình sẽ thích cầm chiếc iPhone SE 2020 hơn, vì nó nhỏ gọn này, cầm và sử dụng cũng rất là tự nhiên và dễ dàng. Một tay hay là hai tay gì cũng rất là ok. Chưa kể nếu như bạn nào là nữ ấy, thì càng lại phải thích chiếc iPhone SE 2020 này hơn, vì tính tiện lợi và cũng như là nhỏ gọn, và cái việc mà mang nó đi cũng rất là dễ dàng. Ngoài điểm đó ra thì cũng còn một điểm mình khá là đáng tiếc ở trên con SE 2020, đó chính là nó đã bị loại bỏ đi 3D Touch rồi, và thay vào đó là nó sẽ dùng Haptic Touch. Và thật sự với những bạn nào đã dùng quá quen với 3D Touch trong cái việc đó chính là chạm vào cạnh màn hình để kích hoạt đa nhiệm á, thì thực sự nếu bị loại bỏ cái này đi và dùng Haptic Touch thì mình thật sự không quen, và nó đem lại cho mình với cảm giác khó chịu khi mà mình sử dụng. Cho nên xét công tâm mà nói thì bạn nào cần một cái màn hình lớn dùng để giải trí, chơi game các thứ, thì thực sự việc mà các bạn lựa chọn 8 Plus sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Còn bạn nào cần một sự nhỏ gọn thì nên chọn đó chính là iPhone SE 2020. Cho nên về cái điểm này ở phần màn hình thì mình sẽ cho iPhone 8 Plus một điểm. Đến với điểm tiếp theo đó chính là về build. Và khi mà nói về một cái body lớn như 8 Plus là về màn hình này, camera, thì pin cũng là một điểm mà 8 Plus ăn đứt so với chiếc SE 2020. Với dung lượng pin lên đến là 2700 mAh thì thời gian on screen của chiếc máy này thì sẽ rơi vào khoảng là 4 tiếng với mức pin bị chai là 87%. Mà bạn nào nếu như mua máy mới thì tất nhiên là tình trạng pin sẽ là ở mức 100%, thì thời gian on screen sẽ tốt hơn rất là nhiều, ở mức đâu đó khoảng từ 5 tới 5 tiếng rưỡi on screen. Và với chiếc SE 2020 thì dung lượng pin của nó sẽ chỉ có là 1821 mAh mà thôi. Cho nên thực sự dù chiếc A13 có tối ưu tốt đến đâu đi chăng nữa thì việc chiếc máy này on screen được tầm đâu đó khoảng 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng on screen. Và cũng như là với cái nhu cầu của mình dùng cho cả hai chiếc máy này, mình dùng như là các tác vụ cơ bản như là Facebook, Instagram, và cũng như xem YouTube, xem Netflix, và cũng như là chơi một vài cái tựa game, đúng hơn là mình chỉ chơi một cái tựa game, đó chính là Call of Duty Mobile mà thôi.
và mình chơi đâu đó khoảng từ nửa tiếng, có khi là tới một tiếng. Thì thực sự là với SE 2020 á, thì pin của nó sẽ chỉ trụ được đâu đó như mình đã nói 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi, và mình đôi khi sẽ phải sạc đâu đó khoảng từ 2 tới 3 lần trong vòng một ngày. Nó cũng quay lại một cái câu chuyện như mình nói ở đầu cái phần hiệu năng mà mình nói chiếc SE này, dù là cái hiệu năng của nó dùng tốt hơn và cũng như là nó mát hơn, nhưng mà về pin của nó đã không nhiều rồi thì tối ưu tới đâu đi chăng nữa thì một ngày mình cũng phải sạc đâu đó từ 2 đến 3 lần ở chiếc SE là chuyện hoàn toàn bình thường. Cho nên bạn cần một dung lượng pin lớn để xem phim, chơi game một thời lượng lâu dài á, thì chiếc 8 Plus sẽ là một sự lựa chọn thích hợp. Một điểm cho iPhone 8 Plus. Điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là về thiết kế của hai sản phẩm này. Và nhìn vào các bạn cũng đã biết được là cái tổng quan về chất liệu hoàn thiện của nó, thì cả hai chiếc máy này đều được hoàn thiện đó chính là từ chất liệu kính, nhìn rất là bóng bẩy và rất là đẹp. Tuy nhiên điểm khác biệt ở chỗ đó chính là logo quả táo của SE 2020 á, thì sẽ nằm ở giữa mặt lưng, đem lại sự đồng bộ hơn về các mẫu iPhone mới của Apple sau này như là iPhone 11 này, 11 Pro và cũng như là 11 Pro Max. Còn iPhone 8 Plus á, thì logo của nó sẽ bị chất lên trên và cũng như là nó sẽ là kiểu như là giống như iPhone cũ thôi. Logo quả táo ở trên, dòng chiếc iPhone nằm ở dưới thì nó nhìn khá là cũ rồi. Cho nên á, về cái phần thiết kế này thì mình thực sự thích cái thiết kế và cũng như là cách bố trí của cái mặt lưng của chiếc iPhone SE 2020 hơn. Và cũng như là nhìn nó tinh tế và đơn giản hơn rất là nhiều so với mặt lưng của chiếc 8 Plus, đúng như cái triết lý mà Apple thường nói. Ngoài ra còn một điểm nữa là do cả hai chiếc máy này được làm từ chất liệu kính á, thì nó sẽ đều được tích hợp sạc nhanh. Không, ý mình là sạc không dây. Thì cái này sẽ có bạn dùng, sẽ có bạn không. Và đối với mình á, có hay không thì nó cũng không quan trọng lắm. Cho nên về cái phần thiết kế này á, sẽ là một điểm cộng cho chiếc iPhone SE 2020. Tóm lại ở cả video này thì với tỷ số chung cuộc là 32 cho chiếc iPhone SE 2020 thì nó sẽ hơn iPhone 8 Plus ở chỗ là camera này, hiệu năng và cũng như là thiết kế. Còn lại về màn hình, pin thì chiếc 8 Plus sẽ hơn. Cho nên á, với cái mức chênh lệch 2 triệu thì mình cảm thấy đây không phải là cái mức để chúng ta đáng phải bỏ ra để mua chiếc 8 Plus. Trừ khi là bạn cần thực sự một cái màn hình lớn mà cũng như là một viên pin trâu để sử dụng lâu dài á, thì các bạn mới có thể mua chiếc iPhone 8 Plus mà thôi. Còn đối với cá nhân mình á, thì thay vì mua 8 Plus thì mình vẫn có thể mua SE 2020. Nó vẫn có một camera xịn hơn, một cái thiết kế đẹp hơn và cũng như là một cái hiệu năng mạnh hơn. Thì việc gì phải bỏ thêm 2 triệu để mua 8 Plus đúng không? Đấy. Chung quy lại thì bạn là một người có nhu cầu ít chơi game, cần một thiết kế fancy sang chảnh nhất của Apple và cũng như là cần một cái hiệu năng mạnh, một camera ngon, thì việc chọn SE sẽ là một cái lựa chọn tiết kiệm hơn so với việc mà bạn mua 8 Plus. Và ngược lại, 8 Plus sẽ dành cho những bạn nào cần một viên pin lớn, một màn hình lớn để giải trí và cũng như là chơi một cách lâu dài hơn. Như vậy, bạn chọn chiếc máy nào thì cũng đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video của mình để mình biết nha. Và cuối cùng thì nếu như bạn thích video, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho GZ. Lời ra, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hey!